Nếu các bạn đã quá chán với những chiếc màn hình 140Hz, 180Hz và muốn nâng cấp trải nghiệm chơi game của mình lên một tầm cao mới thì ViewSonic VX2758A 2K Pro 3 sẽ là một khoản đầu tư đáng tiền dành cho các bạn. Và muốn biết nó đáng tiền như thế nào thì xem sau intro nhé. Và hầu như là những thông số đáng mơ ước trong một chiếc màn hình gaming đều có trong em ViewSonic VX2758A 2K Pro 3 này. Chúng mình có màn hình kích thước 27 inch này, độ phân giải 2K, tần số quét 240Hz và thời gian phản hồi 1ms. VX2758A 2K Pro 3 sở hữu thiết kế nhìn thì vẫn biết đó là màn hình gaming thôi, nhưng với ViewSonic thì thiết kế ở đây nó vẫn theo thiên hướng tinh tế và nó gọn gàng hơn. Với viền màn hình siêu mỏng giúp tối đa hóa diện tích hiển thị của màn, ở đây thì chúng mình vẫn có logo nhận diện quen thuộc của ViewSonic ở phần dưới màn hình. Chân đế thì được thiết kế theo một cái hình tam giác ấy, và nó được thiết kế bằng kim loại nên sẽ cực kỳ chắc chắn, và các bạn có thể để được rất là nhiều đồ ở trên cái chân đế này. Em màn hình này sẽ chỉ điều chỉnh được độ nghiêng thôi, nhưng mà mọi người yên tâm đó là nó có hỗ trợ VESA nên là chắc chắn là mọi người sẽ tối ưu được không gian sử dụng của mình này và tìm được cái góc nhìn phù hợp cho bản thân mình nhá. Nút tùy chỉnh OSD được để ở phía sau màn hình và sử dụng dạng cần joystick giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các thiết lập theo nhu cầu của mình. ViewSonic VX2758A 2K Pro 3 còn được trang bị hai cổng HDMI 2.0 và một cổng DisplayPort 1.4, mang lại sự linh hoạt này, tiện lợi khi mà các bạn kết nối với nhiều thiết bị khác nhau. Với HDMI 2.0 thì sẽ hỗ trợ độ phân giải cao và tần số quét nhanh, trong khi DisplayPort 1.4 sẽ cung cấp băng thông cao hơn này và sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho các tác vụ yêu cầu hiệu suất tối đa cao. Có lẽ là với một chiếc màn hình 27 inch này, 2K và tấm nền IPS cũng là những cái thông số mà đã được mình đề cập ở khá là nhiều các video trước với những chiếc màn hình trước rồi. Nhưng mà điểm sáng của em này đó là với tầm giá dưới 8 triệu nhưng mà chúng mình sẽ được một chiếc màn hình 240Hz. 240Hz nghe thôi đã thấy khủng rồi đúng không? Nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ có những cái bài test liên quan đến cái phần game này để test tần số quét của nó, cũng như là sẽ đo màu một chút cho các bạn xem là cái màu của nó có chuẩn không nhá. Sau khi đo chúng mình nhận được kết quả là 100% sRGB, 88% Adobe RGB, 95% DCI-B3 và 85% NTSC. Thì đây có thể nói là một cái thông số khá là khủng và cũng sát so với những cái thông số mà hãng đưa ra. Còn về độ lệch màu thì chúng mình đang có Delta E trung bình đang là 0.32 và hầu như là các màu đều có độ lệch màu rất là thấp. Có những màu độ lệch màu chỉ tầm 0.11 này, hoặc là lên tầm 0.3, 0.4 thôi. Chỉ có một màu là một màu xanh 1F thì đang là gần 2, còn đối với tất cả các màu đều có độ lệch màu rất là thấp. Không chỉ vậy, màn hình còn có công nghệ HDR10 mang đến giải màu rộng hơn, độ sáng cao hơn và độ tương phản cũng sâu hơn. Chờ mãi thì mới đến phần test game đúng không? Và ngày hôm nay chúng mình sẽ có ở đây đó là hai chiếc màn hình. Một chiếc màn hình với tần số quét 180Hz và một chiếc màn hình là 240Hz. Và chúng mình sẽ cùng so tài xem là với tần số quét khủng như vậy thì các em nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Mình đang có sẵn ở đây là hai màn hình của ViewSonic với thông số tần số quét lần lượt là 180Hz và 240Hz. Và mình sẽ test trên tựa game Valorant thì các bạn sẽ cùng mình xem như thế nào nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ là màn 240Hz có hình ảnh mượt mà hơn này, mà nó cũng đỡ bị giật hơn, đặc biệt là khi chúng ta click chuột so với màn hình 180Hz. Và vừa rồi là những trải nghiệm mà ViewSonic VX2758A 2K Pro 3 này mang lại. Không biết là anh em còn băn khoăn gì về một chiếc màn hình gọi là trong mơ của game thủ nữa hay không? Và các bạn nhớ follow Hoacom để biết thêm chi tiết này, xem thêm được thật nhiều những review mới về những sản phẩm công nghệ mới nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye!